Thông qua học tập trải nghiệm, học sinh có cơ hội áp dụng các kiến thức và ý tưởng vào các tình huống thực tế để phát triển tư duy sáng tạo. Ngày nay, phương pháp học tập thông qua trải nghiệm đang trở nên phổ biến trong nhiều trường học trên toàn thế giới. Các nhà trường tổ chức lớp học tại một quốc gia mới trong mỗi học kỳ. Học sinh có thể tham gia học tập trải nghiệm thông qua các hoạt động như du lịch quốc tế, giao lưu văn hóa, tham quan các bảo tàng, học tập qua dự án. Qua nhiều năm, học tập trải nghiệm được chứng minh góp phần trong sự phát triển của học sinh. Thông qua học tập trải nghiệm, học sinh có cơ hội áp dụng các kiến thức và ý tưởng vào các tình huống thực tế. Trong đó, học sinh đóng vai trò chủ thể, đồng thời tạo cơ hội phát triển tư duy sáng tạo của học sinh. Đối với cô và trò trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu, song song với trao dồi những kiến thức lý thuyết trên bục giảng, thì các hoạt động trải nghiệm về bộ môn cũng được nhà trường chú trọng. Không chỉ giúp các em vững kiến thức mà còn tăng khả năng tư duy sáng tạo từ chính những kiến thức được học. Đây là một buổi học trải nghiệm bộ môn ngữ văn với chủ đề Thơ Haiku và Văn hóa Nhật Bản của các em học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn. Từ những dần thơ độc đáo hàm chứa nhiều ý nghĩa, triết lý sâu xa của người Nhật, qua sự tìm tòi, sáng tạo của các em, thơ haiku trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, các bạn học sinh còn khéo léo lồng ghép những nét độc đáo, đặc trưng của văn hóa Nhật Bản vào tiết học để buổi trải nghiệm thêm phần thú vị. Tổ ngữ văn quyết định chọn cái bài haiku và văn hóa Nhật Bản để làm cái tiết trải nghiệm nội môn cho học sinh, để các em được trải nghiệm sâu vào những cái nội dung của bài học, phân tích và tự mình làm những cái bài thơ haiku rồi dự thi. Và thực sự là các em đã làm những cái bài thơ haiku rất là hay, rất là đúng luật theo cái yêu cầu khắt khe của thể loại. Đối với em, vẻ đẹp trong thơ haiku nằm ở cái tính chất hàm xúc của nó, bởi vì như mọi người có thể thấy thì một bài thơ haiku chỉ đúng có 17 âm tiết mà thôi, nên nó rất là ngắn, nhưng nó vẫn có thể gợi ra những cái cảm xúc, những cái chiều sâu trong tâm hồn ta bằng việc sử dụng từ ngữ hay ạ. Em thấy nó rất là độc đáo, bởi vì khi mà em làm ra một bài thơ haiku thì chủ yếu em dùng rất là ít từ, nhưng mà trong cái từ, những cái từ mà em dùng thì em phải cô đọng nó lại để sao cho nó có một cái chiều sâu và ý nghĩa nhất định. Đó thì em thấy rất là đặc biệt và em cũng rất là thích cái buổi này ạ. Những chia sẻ về trà đạo, võ sĩ đạo, võ sĩ sumo, hoa anh đào, rượu sake, bánh mochi và lối sống tối giản mang lại một không gian trải nghiệm văn hóa rất thực tế và sôi nổi. Thông qua buổi nói ngày hôm nay thì em rất là ngưỡng mộ về tinh thần của samurai. Họ luôn giữ cho mình được đức tính chính trực và kiên định. Khi ngay cả khi là họ đối mặt với cái chết thì vẫn giữ được tinh thần ấy. Và em thấy đó là một điều rất là đáng để học hỏi cho giới trẻ ngày nay. Em thấy là đây là một cách rất là hay để có thể tuyên truyền được văn hóa Nhật cho các bạn học sinh. Việc tự tìm hiểu và tự thuyết trình cũng làm cho mình tự có thể hiểu và nhớ hơn về văn hóa Nhật Bản. Thì em cảm thấy là cái văn hóa của họ rất là cổ kính và cũng rất là hay, trong việc những cái văn hóa thời cổ đại họ vẫn giữ được đến tận bây giờ và vẫn làm nó tàn dần nó càng trở nên phổ biến hơn. Tinh thần của các bạn rất là hào hứng, và đặc biệt là học sinh lớp 10. Học sinh lớp 10 thì các bạn đã được trải qua cái chương trình phổ thông 2018 từ những năm cấp 2, và các bạn đã được tiếp nhận cái chương trình mới và học một cái sự trải nghiệm rất là mới mẻ. Thành ra là các bạn tiếp nhận cái sự trải nghiệm rất là nhiệt tình. Các bạn phải nói là nhiệt tình hơn thầy cô tưởng, các bạn lăn lộn vào ban đêm để các bạn làm. Và những cái mái ngói các bạn làm, tự tay làm những cái mái ngói cho đúng chất Nhật Bản, rồi tái hiện những cái không gian rất là phù hợp với Nhật Bản. Bên cạnh những cái bài thuyết trình cũng như là những cái sự tìm hiểu công phu về cái nét văn hóa đó và tìm kiếm nó ở trong cái thể thơ haiku, để có thể làm sao mà vẫn đảm bảo chất lượng bộ môn ngữ văn mà các bạn vẫn tìm được những cái nét hay của văn hóa Nhật Bản và đem vào trong cái đời sống của mình để gọi là tiếp biến nó trở thành cái nét ứng xử của học sinh. Các bạn rất là nhiệt tình và thầy cô cảm thấy rất là tự hào về các bạn. Hoạt động trải nghiệm nội môn nằm trong chương trình phổ thông năm 2018 nhằm tạo sân chơi cho học sinh trải nghiệm môn học và giáo dục tích hợp. Chính các hoạt động chương trình giáo dục phổ thông mới hình thành, phát triển ở học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung quy định trong chương trình tổng thể.
qua hoạt động trải nghiệm giúp cho học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử đúng đắn. Đồng thời, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu với quê hương, đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc, để góp phần gìn giữ, phát triển các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong một thế giới hội nhập.